Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với kênh của Daily Chrono. Thì hôm nay mọi người chắc nhìn background hơi khác một xíu. Thì hôm nay mình có một cái số collab với lại bên Hải Chiều Premium Watch. Và hôm nay là bạn Duy, là host của bên Hải Chiều. Thì hôm nay mình sẽ trao đổi cùng với Duy về một cái chủ đề mà mình thấy là nhiều bạn đã từng comment và nhắn cho mình. Đó là hướng dẫn người chơi cách sử dụng và bảo quản đồng hồ như thế nào. Thì Duy cũng là một người thích sưu tầm đồng hồ và cũng sưu tầm được khá thứ. Thì cho hỏi là Duy khi mà mới chơi đồng hồ thì có những câu hỏi thấy như thế nào lúc mà mình sử dụng đó? Yes, hi, xin chào mọi người, mình là Duy, mình đến từ Hải Chiều Premium. Và để trả lời cái câu hỏi đầu tiên của anh Trí á, thì lúc mới mua đồng hồ thì mình cũng có khá là nhiều câu hỏi về bản thân. Tuy nhiên á, thì mình sẽ có ba câu hỏi chính. Đầu tiên đó chính là cách phân biệt chiếc đồng hồ thật và giả. Cái thứ hai đó chính là đâu sẽ là những điểm mà làm cho một chiếc đồng hồ nó khác biệt so với những cái mẫu đồng hồ khác trong một khúc. Và cái thứ ba là những cái chiếc đồng hồ đó đâu sẽ là những cái điểm mà nó hay bị lỗi vặt để mình biết để mình có thể sử dụng nó tốt hơn. Yes, đó là ba câu hỏi mà em hay đặt ra khi mà mới bước chân vào thế giới của những bộ máy thời gian. Tại vì khác với khán giả của anh Trí thì em là một người hay mua đồng hồ, thường thì em sẽ sử dụng cái chiếc đồng hồ mới. Cho nên thì em nghĩ là cái quan điểm và cách nhìn của em về cái đồng hồ vintage thì nó sẽ khác với mọi người ở đây. Đó là những gì mà em muốn chia sẻ. Thì đó là những cái mà mình đã từng có những cái câu trả lời và hỏi chỉ cho mọi người là phân biệt thế nào là thật và giả, cũng như là cách để lựa chọn đồng hồ khi mà bạn muốn tìm chiếc đồng hồ Red Watch, Diver Watch hay là những cái mẫu tương tự. Thì hôm nay mình muốn nói sâu hơn một xíu về cái chủ đề là làm sao để bạn bảo quản, làm sao để bạn tự service hoặc là biết hiểu rõ về chiếc đồng hồ của mình khi mà bạn mang chiếc đồng hồ mình cho tới thợ để sửa. Tại vì mình thấy là nhiều người không có được châu chuốt để tìm hiểu về để cách để bảo quản chiếc đồng hồ của mình, thì nó sẽ xảy ra tới những cái chuyện không đáng có, ví dụ như là thợ họ không có chú tâm, họ làm chầy xước thì mình sẽ mất đi cái gọi là tính thẩm mỹ của chiếc đồng hồ yêu thích của mình, đúng không? Hoặc là nếu như mà bạn không nắm rõ chiếc đồng hồ mình có những feature gì, có những tính năng gì mà bạn cứ tự làm tự ý để cố gắng đó, thì nhiều khi là bạn mang hại nhiều hơn là được. Thì đây là một cái mình đang muốn chủ đề mình nhắc tới để cho mọi người xem, cũng như là để tìm cách làm thế nào đó để bảo quản giúp chiếc đồng hồ mình tốt hơn. Thì không biết là Duy đã từng gặp những cái vấn đề với chiếc đồng hồ khi mà mang đi sửa giúp thợ bao giờ chưa? Yes, thật sự là em đã bị khá là nhiều, thì nó hơi quá, nhưng mà em đã bị khoảng từ một vài lần chắc nó sẽ mọi người có vẻ sẽ dễ chấp nhận và dễ đáng tin hơn. Thật sự nó sẽ là như vậy. Đầu tiên á, đó chính là những cái lỗi về máy. Ví dụ như là những cái lỗi, ví dụ như đồng hồ chúng ta sẽ chạy nhanh hơn hoặc chạy chậm hơn do là bị nhiễm từ. Đó là một trong những cái điểm mà em thấy là những cái mẫu đồng hồ phổ thông á thì nó hay bị nhất. Và khi mà cái đồng hồ của bạn á mà nó phải đến service hay là đến tìm thợ thì chắc chắn cái phần bộ máy bên đó thì chắc chắn là sẽ mở cái bộ máy của các bạn ra. Và thông thường á thì khi mà để mở máy thì một trong những cái điểm là em khá là khó chịu về, nếu như mà em gửi cái đồng hồ ở tại cái điểm đó và em đi á thì em sẽ không biết. Tuy nhiên nếu như mà em có thời gian hoặc là những cái nơi mà em sửa chữa người ta cho em ngồi lại để mà xem á, thì có những cái điểm em không có nói tất cả mọi người ở đây hoặc là những người thợ sửa đồng hồ Việt Nam nói chung. Tuy nhiên thì những người mà em đã từng làm thì em biết là cái cách mà người ta mở máy nhiều khi nó không có đúng, và cái cách người ta đóng cái nắp đáy lại nhiều khi cái tiêu chuẩn của nó cũng không có được quá là nó theo một cái quy chuẩn nhất định. Và đó là những cái điểm mà em thấy nó không hợp lý theo với cái góc nhìn của em. Yes. Và không biết là anh có... Thì cũng sẵn ở đây thì mình cũng như cũng vừa nói là cái chuyện mở và đóng nắp đáy nó cũng là một cái vấn đề ảnh hưởng. Thì mình cũng có một cái số vài ví dụ để mình trao đổi với Duy. Thì nếu mà các bạn biết á, trong giới đồng hồ thì cái phần nắp đáy thường sẽ có các loại như sau: một là bắt vít, hai là nắp xoáy ren vặn, là giống như kiểu mà case của Oyster của Rolex, là tức là ren xoáy, và ba là case nắp bật. Nắp bật thì sao? Thì tức là ví dụ như là bạn sẽ dùng một cái lưỡi dao hoặc là một cái đồ mở chuyên dụng, thì bạn sẽ đẩy vào cái khe để bạn bật cái nắp lên. Thì cái phần đấy á, nó sẽ giữ cho cái đồng hồ bạn nhìn nó liền mạch, nó dễ hơn. Tuy nhiên thì cái phần mà cái chuyện sử dụng cái dao để nạy cái nắp đáy thường xuyên á sẽ dẫn tới một câu chuyện là cái vỏ sẽ bị chày, và chuyện này là không tránh khỏi. Tuy nhiên thì nếu như người thợ mà có chuyên môn, họ sẽ biết được là cái vị trí nào là vị trí mà hãng họ đã thiết kế để dư ra một xíu để bạn có thể bật cái nắp lên sẽ dễ hơn.
Tuy nhiên thì một số người thợ mình thấy là họ không có cái chuyện để ý như vậy. Khi họ làm thì họ sẽ lấy những cái tu vít họ để vào cái khe và họ dùng búa họ gọ. Thì có những trường hợp mình đã thấy rồi rất là đau lòng luôn, là những người bạn chơi với mình họ đã gửi hình cho mình xem. Đó là người thợ họ đánh ngay cái phần đáy đấy, họ gõ hụt. Thì nguyên một cái đường dài ở trên đấy nó cà lên trên cái đáy đồng hồ, dẫn đến một câu chuyện là sẽ rất xót. Thứ hai, đặc biệt những chiếc đồng hồ mà mạ vàng, tại vì hồi xưa thì nó sẽ không là mạ BBD như bây giờ mà là mạ vỏ vàng thật sự. Thì khi mà mạ như vậy mà bạn bị đạn xước một cái đường như vậy thì sẽ bay đến lớp vàng đó luôn. Nó dẫn tới là cái chuyện đồng hồ bạn bị xấu và nó cũng khó chịu. Ngoài ra thì mình cũng có một cái vấn đề là về nắp vặn ren. Có những người thợ mình không biết họ chuyên môn tới cỡ nào, nhưng mà bạn cũng phải cần suy nghĩ một xíu là, nhưng mà có một chiếc đồng hồ mình sẽ show cho các bạn trên hình đây, là đó một chiếc đồng hồ chống nước đáy ren. Tuy nhiên thì chả biết là người thợ họ đã từng làm như thế nào mà họ lại nảy cái nắp đáy ren, nó ra dẫn tới câu chuyện là chiếc đồng hồ này nó bị hở nước và cái vỏ nó sẽ bị rỉ. Thì đây là một cái chuyện rất là đau lòng, bởi vì thiết kế của chiếc đồng hồ đấy được thiết kế để chống nước và bây giờ nó đã bị hở, dẫn đến là nguyên một bộ vỏ bị rỉ sét hoàn toàn. Thì đây là một cái chuyện rất là khó chịu, và cái chuyện này là cần phải được đi service lại, thậm chí là phải đi mạ lại một bộ vỏ để cho giúp chiếc đồng hồ nó có cái khả năng chống rỉ sét tốt hơn. Thì đó là một trong những số trải nghiệm mình đã từng thấy. Thì không biết đối với Duy là Duy có từng gặp những cái trải nghiệm mà thợ họ đã làm cái chiếc đồng hồ của mình nó bị xấu như thế chưa? Dạ, thực sự là nói đến đây thì nếu như mà bây giờ em nói ra một cách nó, em không biết là cái người mà đã từng mua cái chiếc đồng hồ của em á, thì tại vì mình là một người khá thực tế, mình sở hữu, có nghĩa là mình đã sử dụng khá là nhiều đồng hồ nhưng mà mình không có giữ cái chiếc đồng hồ nó kiểu nó lâu. Có nghĩa là khi mà em muốn upgrade, muốn lên đời thì tụi em sẽ pass chiếc đồng hồ cũ của em. Dạ, yeah. Và câu chuyện là em đã từng có một chiếc GS, một chiếc Grand Seiko như anh đã biết. Và nếu như mà các bạn đã biết thì Grand Seiko là một trong những cái hãng đồng hồ là bộ nó khá, nó hiếm khi mà nó bị hư hoặc là nó bị có vấn đề gì về cái phần máy. Tuy nhiên thì cái mẫu đồng hồ của mình lại có một vài cái cục đặc. Và nếu như mà bạn biết thì Grand Seiko thì người ta không có trung tâm bảo hành ở Việt Nam. Và nếu như Seiko thì có nhưng mà Grand Seiko thì không. Yeah. Và nếu như mà đồng hồ của bạn có cái vấn đề gì thì bạn phải tự tìm cách để xử lý, tại vì đây là một trong những cái thị trường mà nó không có được Grand Seiko quá cho lắm. Yeah. Thì cái mẫu đồng hồ của em á, thường thì em mang tới cho thợ thì người ta sẽ mở nắp đáy ra, và trong cái quá trình người ta thao tác á, thì nếu như mà các bạn sử dụng những cái mẫu đồng hồ lâu á, bạn sẽ biết là thợ sẽ có một cái dụng cụ mà nó được làm bằng tre, hoặc là người ta sẽ làm bằng gỗ để người ta làm, người ta chỉ, hoặc là người ta có những cái chi tiết gì đó service ở trong cái máy của bạn, thì người ta sẽ dùng cái thanh tre để người ta thao tác. Ví dụ như là người ta xoay cái phần cua văng. Tuy nhiên thì với cái đồng hồ của em thì em cũng không hiểu lắm khi mà người ta sử dụng cái đồ bằng kim loại kiểu như là một cái nhíp của những người họ ngồi, anh có biết. Thì cũng sẵn tiện giờ lúc Duy đang nói như thế thì mình cũng phải trao đổi một xíu. Lý do mà những thợ đồng hồ hay dùng tre để làm á, tại vì cái tre nó có độ cứng khá là mềm thì nó sẽ không có gây ảnh hưởng trên những chi tiết hoặc là đánh bóng và những chi tiết phay xước thì nó sẽ không bị chày. Nếu như các bạn dùng mà những cái chi tiết như là nhíp á, có độ cứng mà hardness mà đâu đó tầm 50 trở lên á, khi bạn di chuyển vào những cái chi tiết mà được đánh bóng như vậy á, chắc chắn sẽ để lại một vết xước, và cái vết xước này sẽ không có thể làm sửa được đâu, mà chỉ có nước là bưng ra tới tiệm tới hãng thôi thì họ mới sẽ sửa lại cho bạn, chứ còn bình thường thì sẽ không thể nào làm được. Thế nên lý do tại sao mà như những thợ mà làm lành nghề chuyên nghiệp bạn nhìn thấy á, họ sẽ dùng những cái thanh tre hoặc là những cái tâm bình thường, họ đẩy di chuyển nhẹ nhàng cho đấy thì không để lại vết xước và đảm bảo chiếc đồng hồ của bạn. Đây cũng là một cái điểm mà mình muốn nói là các bạn có thể nhìn để biết được là tay nghề của người thợ này họ có chuyên nghiệp hay không. Đó, và kết quả của mình là cái rotor hay là cái bánh đà của em nó bị chạy khá nhiều như thế. Và em đã bắt cái đồng hồ đó, và em không biết là cái người mua sau thì người ta có vấn đề như thế nào. Thì qua đây thì nhất là trong lúc bán thì em cũng đã nói rõ với người mua đằng sau thì là cái chiếc đồng hồ này của tôi đã có vài lỗi như vậy và tôi đã đi service và nó có một vài sự như vậy. Em cũng khá là cảm thấy đó là một cái lỗi và một cái trải nghiệm của em khi mà sử dụng đồng hồ. Ok, thì đó là cũng là một cái tóm tắt của mình để nói về cho cái chuyện mà sử dụng chiếc đồng hồ. Thì bạn nên tìm hiểu thứ nhất là chiếc đồng hồ của bạn, không cần biết bạn có thể có khả năng service nó hay không, nhưng mà bạn nên biết thứ nhất là chiếc đồng hồ mình là dạng như thế nào,
được thiết kế cấu tạo ra làm sao để khi mà bạn nói chuyện với thợ thì người thợ họ cũng có thêm một số thông tin để họ không phải đoán mò, tìm cách họ mở cái đáy nó ra hay là làm như thế nào đó ảnh hưởng tới chiếc đồng hồ của mình. Là thứ nhất, bạn nên biết được là đáy của mình là đáy vặn, đáy kính hay là nắp mật, nắp bật hay như thế nào đấy, thì nó sẽ đảm bảo cho chiếc đồng hồ của bạn có khả năng được sự việc tốt hơn. Ngoài ra thì một cái nữa là không biết là Duy có từng thử tự thay pin cho chiếc đồng hồ của mình bao giờ chưa? Trước đây á, thì em hãy có những cái con dùng shock, G-Shock thì yeah, có nghĩa là những cái nắp đáy của nó thì chúng ta sẽ có một cái con vít để chúng ta tháo ra đó. Yeah, thì em đã từng thử với cái chiếc đồng hồ của mình một vài lần và kết quả là yeah, vẫn xài được, nhưng mà sau đó khoảng 1-2 năm thì nó bị vô nước. Yeah, và em nghĩ đó là do của em đóng cái phần nắp đáy lại, nó không có đúng quy trình của hãng. Và cái giá trị của nó tùy với mình á, thì ở thời điểm hiện tại thì nó cũng tầm 1-2 triệu thôi. Nhưng mà ở thời điểm đó mình thấy nó khá là lớn cho nên mình khá là tiếc. Và là một cái kinh nghiệm muốn chia sẻ với mọi người đó chính là em nghĩ là chúng ta không nên làm cái việc đó nha. Cái quá trình đóng nắp của chúng ta sẽ không có đúng lắm, nó sẽ không có đúng quy trình và đúng chuẩn của hãng. Cùng với đó là em thấy ở một vài cái video vật ở đầu hai triệu premium của em á, thì em thấy khi mà người ta sửa chữa hoặc là người ta đóng nắp đáy lại theo đúng quy trình thì thường các người thợ sẽ bỏ vào những cái áp suất, thì đó sẽ là một trong những cái cách mà chúng ta không nên làm. Thì đấy cũng là một cái lưu ý mình muốn nói với mọi người. Thì cái chuyện mà khi mà bạn bưng ra tiệm hoặc là ở chơi với những người thợ, có những người là mình biết là không có tin thợ cho lắm, thì họ sẽ thường thay những cái chiếc này, trường hợp chả nặng đừng á, họ mới mang ra chơi tới thợ thôi. Còn lại họ sẽ tự cố gắng tự thay đồng hồ, tự thay pin ở nhà, tại vì tiết kiệm được chi phí rất là nhiều nhé. Tuy nhiên thì mình cũng nói là nếu như mà bạn tự thay hay là những cái người mà mới chơi mà có muốn tự xin về chiếc đồng hồ mình, tại vì nó có một thú vui chứ không phải là một cái điểm trừ đâu. Nhưng mà khi mà bạn làm như thế thì cần phải chú ý tới những cái quy trình và thao tác để khi bạn thay pin thì bạn sẽ đảm bảo được chiếc đồng hồ của mình luôn luôn có sự an toàn. Thứ nhất là sẽ kiểm tra lại bộ gioăng, tại vì nhiều khi bạn đóng á, chiếc đồng hồ sẽ có một phần gioăng để chống nước, bạn đóng không chặt gioăng sẽ bị hở và sẽ ảnh hưởng là bị vô nước. Thứ hai á, là sau khi mà những cái thợ lành nghề họ làm á, thì họ thường hay sẽ đi silicone một lần nữa xung quanh cái phần gioăng đấy để đảm bảo là luôn luôn được thay fit, tức là không có bị vào kính khí rồi không có bị vô nước. Thì những người mà mới chơi, mọi người làm thì như mình khuyến khích là các bạn nên xem và tham khảo những cái video hướng dẫn thay và sửa chữa đồng hồ ở trên những kênh YouTube, thì nó sẽ đảm bảo cho bạn là có một cái kiến thức nhất định trước khi thay và làm đồng hồ, thì nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được tiền cũng như là đảm bảo cho tương lai của mình sau này. Thì đây là những gì mình và Duy hôm nay đã trao đổi để giúp cho các bạn có một cái góc nhìn mới khi mà tìm hiểu, chơi và bảo quản đồng hồ của mình. Mong là các bạn thấy video này hữu ích. Còn nếu như các bạn thấy hay, hãy subscribe và follow bên Hai Chiều Premium luôn nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn.